À, rồi ok các bác, thì đây là cái video giữa ba con Velvet 1, Velvet 2 và con Wing. Thì em đang để cái chế độ là Full HD 30 thôi. Đây, các bác có thể thấy em đang kẹp nó bằng cái đồ kẹp của em, thì nó có vẻ là nó hơi bị ghê gớm. Em cũng chả nhìn thấy cái màn hình nó đang như thế nào đâu, đi xem mấy cái bông hoa thế nào thôi. Rồi. Có thể cái khung hình nó sẽ bị hơi lệch các bạn, tại vì ba con này đang để ba cái vị trí nó khác nhau. Đó. Ok. Đây có mấy cái bông hoa đây. Đó. Rồi. Mỗi cái em sẽ quay một lúc thôi nhé. Đây đang ở chế độ 30 fps. Ok, đây có một cái bông hoa màu vàng nữa này. Đó. Rồi, để sang bên này một tí. Đây. Hoa rất đẹp các bạn. Rồi, ok. Em sẽ thử chạy một phát từ đây đến kia xem thế nào nhé. Chạy lại phát nữa nào. Rồi các bác, thì đây là cái video 1080 60 fps nhé. Em vừa mới chuyển sang 60 rồi. Hãy quay lại mấy cái này xem thế nào. Đó. Đây. Đây. Ok. Hòa đầy héo hết được các bạn. Trời. Ở trên kia có hoa đẹp quá mà không tới. Rồi, em sẽ đi lại đấy xem thế nào. Hết cái bông hoa đấy rồi, cái bông hoa màu trắng nha. Đó. Không biết cái nào có bắt nét được không, tại vì em đang gần như không nhìn thấy cái màn hình. Đó. Do em không nhìn thấy cái màn hình nên cũng chẳng biết là cái nào nó đẹp, cái nào nó xấu các bạn. Thì em cứ quay đại thế thôi. Thì các bác nhìn xem thôi. Rồi, đây có bông hoa nó bị gãy. Đó. Ok. Rồi, em sẽ thử chạy ở cái 60 fps này xem thế nào nhé. Chạy nào. Chạy lại cái bông hoa này. Rồi, ok. Chạy lại một phát nữa cho chắc ăn nha các bác. Rồi các bác lại bảo là chạy ít quá. Chạy nào. Ok. Rồi em sẽ chuyển sang 4K nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 4K. Cái này thì cái con Velvet 1 ấy, nó chỉ có cái 4K 30 thôi. Còn cái con Velvet 2 và con Wing ấy, thì nó có lên đến 60. Nhưng mà thôi em chỉ để ở 30 thôi nhé. So sánh đến đây thôi. Rồi đây là cái bông hoa màu trắng này. Rồi sẽ đi tiếp. Đi tiếp lại mấy cái bông hoa này. Ok. Đó. Cái khung cảnh của cái khung ảnh của ba con này nó sẽ có thể hơi khác nhau một chút các bác nhé. Tại vì em để đang để kẹp ba con này vào cùng một cái mặt phẳng, cho nên là cái khung ảnh nó sẽ bị khác một chút. Không như là kiểu là cùng cầm, chỉ cầm hai con ấy thì có thể căn được cái khung ảnh nó chuẩn, nó ngay ngắn với nhau. Nhiều các bác khó tính, các bác bảo là cái khung ảnh nó khác nhau thì nó sẽ cho cái hình ảnh khác nhau, nhưng mà em thấy nó chỉ khác chút chút thôi, không thể khác nhiều được đâu. Đó. Đây. Ừ.
Bây giờ đây các bác, em sẽ thử chạy một phát nhá. Chạy ở cái 4K này xem thế nào. Chạy lại nào. Chạy nào. Ok. Rồi. Chạy lại phát nữa nhá. Chạy lại phát nữa này. Chạy lại cái bông hoa này thôi. Rồi ok. Em sẽ chuyển sang cặp trước. Rồi ok các bác, thì đây là cái cặp trước. Thì cặp trước này nó cũng y chang như cặp sau rồi. Nó có ba cái chế độ là 30, 60 và 4K. Đó. Đang quay ở cái sóng trọ này. Mấy các bác có nhìn thấy không? Để em lại chỗ một cái bông hoa kia xem nào. Đây. Các bác có thể xem mấy cái bông hoa này xem thế nào. Mấy có nhìn thấy không? Ôi trời, khó nhìn quá các bạn. Đấy chưa? Đó. Ok, xem lại cái bông hoa kia lại xem nào. Đó. Thì cái cặp trước này em sẽ không phải chạy nữa nhá, tại vì chạy nó không có tác dụng gì cả. Đó. Ok. Thì đó là cái cặp trước ở cái 30 FPS nhé. Em sẽ chuyển sang 60. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 1080 60 nhá. Đó, em đang quay 60. Giờ này đầu nó chọc thì các bác sẽ nhìn thấy nó hơi bị buồn cười. Đó. Ok. Đó. Đây. Đấy. Đó. Rồi, em sẽ lại chỗ kia tí xem nào. Cái khung ảnh nó sẽ khác đấy nha các bác. Cho nên các bác thông cảm. Đây. 60 đây. Nếu các bác có nhìn thấy gì không? Em có nhìn thấy màn hình đâu mà. Rồi. Ok. Sẽ lại kia phát nữa. Đây. Đây là đang ở chế độ 60 đây. Đó. Rồi ok. Em sẽ chuyển sang 4K nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái chế độ 4K. Thì hai con VFS 1 và con Wing ấy, nó chỉ có lên 4K 30 thôi nhé. Còn con VFS 2 và Pro thì nó có thể lên được là 4K 60 luôn. Đó. Chắc các bác cũng nhìn cả em nó cũng chán quá rồi, nhưng mà thôi, chẳng có mẫu nào cả. Bắt buộc phải dùng chính mình thôi. Đây. Ok. Đó. Nó sẽ lại mấy cái chỗ kia nữa xem nào. Đây. Hòa tiếp đây. Đó, có thấy không? Đó. Rồi, ok. Sang cái bông hoa này. Ở chế độ 4K đây. Đó. Quay sơ sơ thế các bác cũng có thể thể biết được mà. Rồi ok. Rồi ok các bác. Thì đây là cái video 1080 30fps giữa ba cái con là. Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video giữa ba con VFS 1, VFS 2 Pro và con Wing. Thì em đang để là 1080 30fps nhé. Đó là thế này. Các bác nhìn cái lá cây này kìa. Thì cái con VFS 1 ấy, nó cho cái màu sắc rất là nhợt nhạt luôn. Nó gần như không có màu ấy. Còn con VFS 2 Pro thì màu vàng rất là nhiều luôn. Vàng và khe luôn ấy. Còn cái con Wing thì em thấy là màu nó gần với thực tế hơn. Nó có màu và nó có vẻ là nó đẹp hơn. Đó, đây. Đó. Em sẽ cho vào mấy cái bông hoa này xem thế nào. Rồi, đây. Đó. Như trên màn hình ấy, em thấy con Wing nó cho cái màu gần với cái thực tế nhất các bạn. Em thấy nó là đẹp nhất.
còn con Velvet 2 Pro thì nó bằng khe luôn. Đi lại một cái tối hơn. Đây. Ba con này em đang giữ trên một cái giá nó thẳng băng ấy, cho nên là cái khung ảnh nó sẽ ba con nó sẽ hơi khác nhau một chút, cho nên các bác xem thì thông cảm nhé, tại vì không làm cách nào được. Nếu như mà dùng hai con thì quay có hai con thì còn ok. Rồi ok, em sẽ thử chạy một tí xem thế nào nhé. Chạy nào. Ôi, chạy lại đây thôi, đây có cái lá cờ các bạn. Đấy, soi cho các bác cái lá cờ. Rồi. Và em sẽ đi vào cái vùng tối hơn một chút nữa xem nào. Vùng thật là tối luôn. Cái màn hình 120Hz nhìn vẫn khác hẳn luôn các bạn. Rồi đây. Đây là cái vùng nó tối hơn một chút. Đó. Rồi ok. Em sẽ chuyển sang 60fps nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 60fps 1080 nhé. Thì các bác có thể thấy khi mà chuyển sang 60 thì nó ba con nó đều đen hơn. Đó, tuy nhiên thì con Velvet 2 thì nó vẫn sáng hơn. Đây, cái vùng tối lúc nãy đây. Con Wing nó không lấy nét được à? Rồi lấy nét được rồi. Con Wing ấy nó có cảm giác là bị lấy nét chậm hơn một chút đấy các bác. Rồi em sẽ chạy lại một tí nào. Chạy lại chỗ lá cờ. Rồi lại chạy lại chỗ lá cờ đây. Đó, em vẫn thích màu con Wing hơn các bạn. Ở chỗ này thì màu của con Velvet 2 thì trông có vẻ ngon hơn. Rồi. Ok, sẽ đi lại. Chạy lại hơi nguy hiểm. Rồi. Đây là chạy lại cái chỗ mấy bông hoa rồi đây. Đó, thì ở cái chỗ bông hoa này thì em thấy là có mỗi con Velvet 2 Pro thì nó lấy nét ổn hơn. Sau đó đây đến con Wing, còn con Velvet 1 thì như nó không lấy nét được sao ấy. Rồi, tiếp theo đến một cái bông hoa nữa đây. Đó. Rồi ok, sẽ lại một bông hoa sáng hơn. Ở đây nó chỉ có mỗi bông hoa giấy này thôi, không có cái gì khác cả, các bạn thông cảm. Mùa này nó không có hoa gì cả. Đó. Con Wing bây giờ nó cũng lấy nét chậm hơn các bạn, em cảm giác là như vậy. Rồi, các bạn nhìn cái tán cây đằng sau kìa. Rồi ok, em sẽ chuyển sang 4K xem thế nào nhé các bác. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 4K. Thì cái con Wing và con Velvet 2 Pro nó có thể lên 4K 60 luôn. Nhưng mà con Velvet 1 thì không đến được, cho nên chỉ để ở chỗ này thôi. Đó. Đó, các bác nhìn tán cây đằng sau kìa. Đó. Ok. Đây sẽ nhìn một cái. Ở cái chế độ 4K này em cảm giác là con Velvet 1 nó lại ngon hơn các bạn. Nó có cái độ sâu, nó có cái độ nổi khối hơn sao ấy. Trên và sau đó lên con Wing. Con Velvet 2 Pro thì nó vàng khè quá. Nhìn nó hơi ảo. Rồi em sẽ đi lại cái này. Đây. Đó. Đó. Rồi, đến một nơi tối hơn xem nào. Rồi em thử chạy ở cái 4K này xem thế nào nhé. Chạy nào. Rồi ok, chạy thế thôi. Nó sẽ lại đến cái chỗ lá cờ này để xem thế nào. Đó. Con Velvet 2 thì màu nó vẫn rực hơn. Đó. Em thấy là con Wing thì nó cho màu gần với thực tế hơn nhất. Đấy, trên màn hình thôi nha các bác. Còn trên ghép lại thì em cũng chưa biết được đâu. Tại vì màu thì nó cũng hơi ảo ảo một gì. Đấy, con này tối nhất đây. Đó. Rồi ok, em sẽ chuyển sang cam trước. Rồi ok các bác, thì đây là cái cam trước của ba con này. Thì cam trước của ba con này nó cũng có ba chế độ như kiểu cam sau luôn ấy, cho nên em cũng phải
quay cả ba xem mình thế nào, chứ không là các bác sẽ bảo là tùy vào chế độ, em không biết được. Clip từ nãy giờ chỉ có là auto hết thôi các bác. Nhiều bác bảo là sao không chỉnh tay cái thứ thì đương nhiên chỉnh tay cũng được thôi, nhưng mà cái tay của em chỉnh hơi ngu cho nên em không chỉnh được. Đó, cho nên em chỉ để là auto thôi. Đó, đây là cái video 1080 và 30fps nhé, cặp trước. Đấy, các bác thấy này, đằng sau cái khung cảnh đằng sau này. Đó. Cái cặp trước này em cảm giác là con Wing nó lại ngon nhất sao đấy các bạn. Cái con Velvet 2 Pro nó vẫn vẳng khe luôn. Đó. Các bác thấy này, nếu mà xuôi ánh sáng đây. Xuôi ánh sáng đây. Đó. Ok. Em sẽ chuyển sang 60 xem thế nào nhá. Rồi ok các bác, thì đây là cái video cắm trước 60. Thì không hiểu sao là cái con Velvet 2 khi mở cắm sau ấy thì nó rất là vàng, nhưng mà chuyển sang cắm trước thì nó lại chẳng vàng thế nào cả. Trong khi đó là con Velvet 1 thì vàng khe luôn. Con Wing thì vàng hơn một chút. Nhưng mà con Velvet 2 thì nó lại màu lại ổn nhất các bạn. Đấy, các bác nhìn thấy không? Cái người em thì nó cũng chả đẹp gì đâu, nhưng mà em cảm giác là như vậy. Đây. 60 đây. Ô. Ở cái chỗ 60 này các bác nhìn này, cái tán cây đằng sau em ấy thì là con Wing nó cho cái màu và cái chi tiết nó tốt hơn. Cái con Velvet Pro 2 ấy, các bác cảm giác như có một cái lớp bụi ở lớp mờ ở trước đúng không, nhưng mà thực ra không phải đâu nhá. Em đã lau rất là kỹ rồi. Em lau rất là kỹ luôn rồi ấy. Đấy. Rồi ok, sẽ đi lại chỗ tối hơn tí nữa xem nào. Vừa đi vừa cho các bác xem. Nói chung là cam trước thì em thấy là con Wing đang là chiếm ưu thế các bạn, cho nên dùng Wing cũng thấy có vẻ được. Rồi em sẽ chuyển sang 4K xem thế nào nhá. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 4K. Thì các bác có thể thấy ánh đèn đằng sau này, thì các bác có thể biết được là em lau cái ký cam rất là kỹ rồi. Đó. Không hiểu sao cái con Velvet 2 vừa rồi nó cho cảm giác như kiểu là bị bụi, bị bẩn ấy. Đấy. Nó cứ có một lớp xương dày hơn. À, trong khi đó thì con Wing nó cho cái màu nó trong hơn. Nói chung là cam của Wing ấy thì em thấy là ổn các bạn, em thấy là nó được đấy. Đó, thấy các bác không? Cảm giác đấy, cảm giác như nó có một lớp gì đó ở con Velvet 2 luôn. Còn Wing thì em thấy nó ổn đấy. Em đang dùng Wing nhé các bác. Con Wing này em sẽ dùng rất là lâu. Chứ các bác mà có vấn đề gì về con Wing ấy thì cứ có thể liên lạc em để em giải đáp cho các bác. Đó thì em quay cái cam trước như thế có thể là đủ rồi, cũng không cần thiết phải ghê gớm lắm cho lắm. Đó, em thấy là cam trước của con Wing là thấy ổn rồi. Ổn hơn mấy con này. Rồi đây là một cái ánh điện vàng khè đây. Thì đúng là cái con Velvet 2 ấy, nó cho cái màu tốt hơn. Còn con Velvet 1 thì vàng khè luôn. Con Wing thì vàng hơn một chút nữa. Vàng hơn con Velvet 2. Đó. Thì các bác đánh giá thôi. Em quay rất là thực tế cho các bác xem. Đó. Đây, ví dụ như ở chỗ này con Velvet 2 nó cho cái chi tiết rất là tốt luôn. Đó. Sau đó mới đến con Wing. Nhưng mà nó có cảm giác như bị bẩn cam ấy, nhưng mà không phải đâu nha, em lau rất là kỹ rồi đấy. Rồi ok. Rồi ok, chào các bác nhá.